Xin chào mọi người. Tiếp tục chuyên mục bưởi sale off. Sale off nhá. Ngày hôm nay là ngày 21 rồi. Tầm này là bắt đầu các xe mà đi vào miền Nam ấy, nó bắt đầu nó ít đi rồi. Thế nên là bán ở miền Bắc thì sẽ bán được ít hơn. Nên là sẽ sale sập sàn. Đấy. Quả thì rất là đẹp đây. Cây rất là đẹp và giá thì bình dân. Ngày hôm qua bán 3 triệu đúng không? À ngày hôm qua bán 3 triệu rưỡi đúng không? Ngày hôm nay em thủy sale còn 3 triệu đồng. Quá rẻ luôn. Ngày hôm qua vẫn giá là 3 triệu rưỡi, ngày hôm nay sale xuống còn 3 triệu đồng nha mọi người nhá. Trồng trong chậu này là chậu lục giác 75. Chậu lục giác 75, cây cực kỳ xinh luôn. Cây cực kỳ xinh luôn, chậu lục giác 75, cây cực kỳ xinh nhá. Bác nào đang cần cây về chơi Tết thì các bác có thể chơi một cây nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Nó nhỏ nhưng nó xinh nhá. Nó nhỏ nhưng nó xinh, nó có vỏ, nó rất là sai quả. Trên cây nó sai quả còn hơn cả những cây to cơ. Một cái cây này nó khoảng 35-40 quả luôn này. Bác nào cần hàng chơi Tết mà hàng rẻ bình dân đây thì các bác mua cái hàng này cho em. Cực kỳ xinh luôn. Xinh đẹp luôn này. Rất là đẹp nhá. 1 đến 2 triệu không một hàng đẹp anh ơi. 1 đến 2 triệu không một hàng đẹp. Đây. Cây rất là đẹp, rất là xinh luôn. Triệu đồng nha các bác nhá. 3 triệu thôi ạ. Trên cây cũng có trên 30 quả. Trên 30 quả, sắp xỉ 40 quả. Mà giá chỉ 3 triệu nhá. Bác nào mà chưa tìm được cây chơi Tết, chưa tìm được cây gì chơi Tết thì các bác phải mua cây bưởi này. Tầm này là những cây này là cây đẹp và tập của thời điểm này đấy. Hôm nay đã là 21 rồi, còn mấy hôm nữa là Tết thôi các bác ơi. Bác nào chưa mua thì nhanh tay lên, nhanh tay giúp em. Không là hết nha. Nhanh tay không là hết. Ba triệu một cây nhá. Chỉ có 3 triệu đồng thôi, đồng giá. Ngày hôm nay em chán bán bưởi lắm rồi đấy, em bán nốt hôm nay nhá. 3 triệu đồng nhá. Quan trọng là bao tiền em còn nhiều như này, còn lâu mới hết. Hết rồi mà. Gần hết rồi, đến từ bây giờ đến Tết là hết. Đây cả một vườn bên kia là hết rồi mà. Chỗ này còn ít đáng gì đâu. Gặp khách người ta đến là mua chục cây phát là sạch vườn luôn. Nói chung là cũng không biết là đi bán hàng này như là đi câu ấy. Như cả người đi câu cá, có lúc thì có ngày thì cả ngày không bán cây nào, không có ngày vèo phát là hết 20 cây, 30 cây ngay. Em có ship quanh miền Bắc nhá. Tầm này em chỉ ship quanh miền Bắc thôi ạ. Tầm này em nhận đơn ship quanh miền Bắc nhá. Đây cây này rất là đẹp này. Cây này giá 3 triệu đồng nhá. 3 triệu giá lên xe tại vườn này. Cây cực kỳ xinh luôn, quả sai. Rất là nhiều quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cây này hơn 50 quả nhá. Cây này hơn 50 quả. Cây trước mặt mọi người là 50 quả. Mà giá chỉ có bao tiền? 50 quả mà giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. À quên, giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. 50 quả nhá. 50 quả mà giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Cái này hơn 40 quả này. Hơn 40 quả giá cũng là hơn 40 quả là giá cũng là 3 triệu đồng. Quá là rẻ luôn, hàng bình dân. Hàng bình dân giá rẻ cho các bác về chơi Tết tẹt ga luôn. Quả này rất là sai. Mã quả đẹp. Nhà hàng nghiêng cho đời nằm. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ, ở Văn Giang Hưng Yên. Bác nào mua hàng thì inbox vào số điện thoại em thủy là 969162214 cho em nhé. 969162214 ạ. Chín sáu chín một sáu hai hai một bốn cho em. Ship Hà Tĩnh không? Tầm này mình không nhận đơn Hà Tĩnh rồi bạn ơi. Tầm này chỉ ship quanh miền Bắc thôi ạ.
Còn các bạn nào ở khu vực miền trong phải lấy đúng nguyên xe thì mình mới ship cơ. Bạn nào ở khu vực miền trong phải lấy nguyên xe thì mình mới ship nhá. Đúng nhất Thảo Nguyễn nhá, 969162214 ạ. Đúng là tiền ship thì tầm này, tiền cây là tầm này mà em sale giá rẻ nên nhiều cây là tiền. Nhiều bạn ở nơi xa thì tiền ship nó ngang bằng tiền cây luôn đấy. Những bạn ở xa tiền ship ngang bằng tiền cây luôn. Em mua hàng thì inbox cho em nhá.